cùng Kỳ Lân anti chiếc điện thoại này, bởi vì đây là phiên bản quốc tế rắc trên 100 triệu một xíu thôi, chúng ta sẽ sở hữu ngay được một chiếc điện thoại Vitu chính hãng. Anti xong chiếc điện thoại thì sẽ ra màn hình Vitu Iron Flip như thế này. Ở phần da bê này, nếu như quý khách dùng một thời gian không thích phần da bê này nữa thì liên hệ với Kỳ Lân để Kỳ Lân thay vào đó là phần da cá. Hoặc nếu như quý khách vẫn muốn dùng da bê nhưng mà màu khác, ví dụ như là màu này, hoặc là màu xanh, màu trắng, màu gì mà quý khách muốn mà nhà da thuộc da nổi tiếng có, thì Kỳ Lân sẽ nhập về để thay vào cho quý khách. Hoặc là mình sẽ thay vào da cá cũng có rất nhiều màu sắc, thì lúc đó Kỳ Lân sẽ gửi từng hình con cá mà Kỳ Lân đã nhập từ nhà thuộc da nổi tiếng trên thế giới. Còn nếu như mà quý khách muốn chiếc điện thoại của mình trở nên đẳng cấp hơn, sang hơn và giá trị hơn nữa thì liên hệ với Kỳ Lân luôn để Kỳ Lân mix chế tác những phần này bằng vàng nguyên khối AU750, hoặc là phần này là nguyên miếng vàng nguyên khối AU750 và đính những viên kim cương hột xoàn lên trên phần vàng nguyên khối AU750 đó để đưa vào đây, để chiếc điện thoại trở nên sang trọng, đẳng cấp và thượng lưu với sự lấp lánh ánh sáng bóng từ vàng hồng Rougon AU750 và những viên kim cương hột xoàn tự nhiên mà Kỳ Lân tuyển chọn từng viên một với những thông số đẹp nhất để cho viên kim cương luôn tỏa sáng rực rỡ nhất, để cho chiếc điện thoại của chúng ta trở nên đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu, tuyệt vời nhất. Và cũng tương tự với bản da cá thì bản da bê cũng vậy, mình sẽ làm một cái bao da dạng đứng như thế này để dùng đứng, khi nào mà mình dùng gập á thì mình gập lại rồi mình để đặt trên cái bao da như thế này. Tuy nhiên cũng có những vị khách hàng đặt Kỳ Lân là làm chiếc bao da theo form dạng gập luôn, khi nào mình gập là gập mà khi nào đứng là đứng, thì đó là nhiều option cho quý khách lựa chọn. Bao da dạng đứng Kỳ Lân còn làm thêm một ngăn để đựng được tiền trong này nữa, và đựng được thẻ, những cái thẻ mà quan trọng nhất mà sử dụng thường xuyên nhất của quý khách nữa. Ngăn này đựng điện thoại thì có thêm một ngăn phụ ở đây nữa để mình mở ra. Đây, ngăn đựng điện thoại, ngăn phụ bên đây mình mở ra để đựng tiền và đựng thẻ nữa, rất là tiện lợi. Và đương nhiên rằng ở phần da lưng màu gì thì Kỳ Lân sẽ thực hiện da bao da cầm tay màu đó. Ví dụ đây là da Togo thì Kỳ Lân sẽ thực hiện cái bao da là da Togo luôn. Còn nếu như là da cá sấu, da cá alligator thì Kỳ Lân sẽ thực hiện cái bao da là da cá. Và màu của da Togo hay da cá là màu gì thì cái bao da này cũng sẽ là màu đó. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về chiếc điện thoại Vitu chính hãng, Vitu cảm ứng nắp gập Iron Flip, chiếc điện thoại Vitu cấu hình mạnh và kiểu dáng đẹp dạng thanh. Đến đây xin được phép kết thúc. Thân ái, trân trọng cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.